Làm rõ clip một cô giáo bị bẻ tay trong giờ học trước mặt nhiều học sinh. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip dài 18 giây ghi lại cảnh một cô giáo bị một người đàn ông bẻ tay đẩy đi ra khỏi một lớp học trước hàng chục học sinh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bước đầu xác định sự việc mới diễn ra gần đây tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Người phụ nữ bị bẻ tay và người đàn ông có hành động này trong clip bước đầu được xác định là giáo viên của trường. Liên quan tới sự việc, ngày 26 tháng 10, ông Ngô Đức Thức, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng xác nhận với báo Lao Động. Clip đó chính là xảy ra tại ngôi trường này. Cụ thể, sự việc xảy ra tại lớp 10 sao vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 10. Trong đó, người đứng ở bục giảng là cô D, giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo P và cô giáo T, người bị kéo ra khỏi lớp. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có báo cáo với các cơ quan chức năng. Bước đầu, nhà trường làm việc đã có một vài kết quả, tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ. Theo thầy Thức, đoạn clip lan truyền trên mạng chỉ là một phần của clip gốc nên có thể không đúng quá trình diễn biến và bản chất vụ việc. Hiện nhà trường đang xác minh để tìm hiểu chính xác bản chất của sự việc, vì trong sự việc này có liên quan đến 3 giáo viên và học sinh, sau đó mới có phương án xử lý tiếp theo, thầy Thức thông tin. Cùng ngày, Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở đang đề nghị những người có liên quan trong đoạn clip trên báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra hôm đó tại lớp và chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường báo cáo đầy đủ về vụ việc. Hiện chúng tôi đang cho nhà trường làm báo cáo sự việc cụ thể và sẽ thông tin lại cho báo chí sau khi có đầy đủ các nội dung, ông Tân nói. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật sự việc này nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.